Ok các bạn nhé, đây là buổi tiếp theo. Bản thân bạn sẽ dắt con chó. Các bạn để ý, có vẻ như là mỗi ngày một tuần hơn rất là nhiều. Bất kỳ một con chó nào cũng thế, khi các bạn đưa về, rõ ràng một điều nó sẽ rất là khó điều khiển. Nhưng chỉ cần là các bạn kiên trì thôi, mỗi ngày các bạn chơi với nó một tí, dắt nó và kỷ luật tốt, mình đảm bảo rằng nó sẽ rất là ngoan, rất là nghe lời. Cũng như con chó này các bạn thấy đấy, mấy ngày đầu về rất là bằng nhẵng, thậm chí là cực kỳ bằng nhẵng luôn. Đấy, nhưng bây giờ bắt đầu dần dần con chó nó đang bắt đầu vào guồng. Đấy, và rõ ràng là bản thân chưa phải làm gì nhiều thật, chưa phải thật nhiều, nhưng bắt đầu con chó đã hiểu ra à, phải tuân lệnh, phải nằm trong cái vòng dây kỷ luật. Đấy, nếu không đi quá gãi là bị giật ngay. Thậm chí nếu như phẳng bằng nhẵng quay lại thế này thế kia thì cũng bị kỷ luật ngay. Đấy. Và các bạn khi nuôi một con chó mới cũng thế. Ban đầu mấy ngày đầu các bạn tiếp xúc có thể nó sẽ rất khó chịu. Nhưng đến khi các bạn chăm sóc nó, tập luyện với nó một cách rất là rõ ràng, rất là kiên trì và kỷ luật thật đúng mức, thì hoàn toàn con chó nó sẽ vâng lời rất là tốt. Đấy, mấy ngày đầu chỉ cần thuần thục để cho con chó nó bám theo thôi. Ok các bạn nhé. Đơn giản. Dừng lại, ngồi. Dừng lại, ngồi nằm nào. Để xem. Bây giờ xe đi qua không có bảng nhẵng nữa nhá. Không lao vào mầm nữa nhá. Ok, cho nó ngồi thử. Cho ngồi thử. Ngồi à? Ờ. Xích. Ngồi. Ngồi. Ok. Tốt. Đấy, di chuyển một tí xong ngồi tiếp. Rồi. 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 Đó. Bấm vào, chỉ cần bấm vào bằng hai ngón tay này. Đấy. Đúng rồi. Kẹo cái dây mảnh lên phía trên, đúng rồi. Đấy, cứ thế. Mỗi ngày một tí các bạn nhé. Hôm nay chỉ là ngồi. Rồi. Đúng rồi, kẹo dây lên. Rồi. Đấy. Rồi. Đúng rồi. Tiếp. Rồi. Dừng. Kẹo dây lên. Đấy. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi, như thế. Rồi, rồi. Chỉ cần đơn giản như thế thôi. Anh em nhé. Và rõ ràng mỗi ngày nếu như con chó được tập như này nó sẽ rất là nhanh nghe lời. Rồi.